gia hạn cho các em cái thời gian sẽ dài hơn, chẳng hạn như là 3 tiếng hay là 7 giờ đến 12 giờ trưa, để mà chúng ta làm, tránh trường hợp là chúng ta trong quá trình làm á, tại vì tùy thôi, cái này là do mỗi thầy cô thôi nha, chứ không phải rằng là cái này là quy định của khoa. Còn tuy nhiên thì đối với môn mình thì các em lưu ý rằng là gì, cái thời gian chúng ta làm sẽ là dài, có nghĩa là đúng, tất nhiên rồi phải theo cái lịch thi của nhà trường thôi, còn cái thời gian thì nó sẽ dài hơn. Các em lưu ý, có nghĩa là từ để mà 24 tiếng đồng hồ thì nhiều quá. Chủ yếu là chắc là chúng ta thay vì là 90 phút là 1 tiếng rưỡi thì tôi sẽ cho các em khoảng là 3 đến 4 tiếng để mà tránh cái trường hợp là rủi ro xảy ra trong quá trình làm bài. Còn cái môn quản trị chuỗi cung ứng thì đợt trước mình có thông báo với các em là chúng ta sẽ làm tiểu luận. Tuy nhiên thì cái vấn đề là trong các cái cuộc họp liên quan tới vấn đề là nộp tiểu luận thì một số thầy cô cũng có ý kiến là liên quan đến vấn đề là cái nội dung nó có do chúng ta làm hay không, hay là chúng ta copy, vân vân vân, dẫn đến là sẽ áp dụng những cái hình thức chẳng hạn như là sẽ sử dụng các cái phần mềm để tránh đạo văn, vân vân, nên dẫn đến là tôi thấy hơi phức tạp. Mà mình thấy hơi phức tạp nên là chúng ta sẽ thi tự luận, các em lưu ý nghe, không còn thi tiểu luận nữa. Cái bài tiểu luận đó thì chúng ta cũng không cần phải nộp nữa đâu. Vấn đề ở chỗ là chúng ta sẽ thi tự luận. Vậy tự luận thì chúng ta sẽ thi như thế nào? Thì tự luận thì chúng ta sẽ thi thông qua các cái bài thực hành mà chúng ta sẽ làm, và các em sẽ làm trên Excel. Có nghĩa là các em không có làm trên giấy mà các em sẽ làm trên Excel, và sau khi làm xong thì các em phải nộp cho mình dưới dạng là file Excel. Chúng ta lưu ý nha. Có bạn nào không 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 hiểu không? Chúng ta có nghe mình nói không? Tất cả đều nghe mình nói chứ hả? Dạ nghe thầy ơi. Tại vì tránh cái trường hợp là chúng ta không nghe rồi khi đi thi thì chúng ta lại không biết, mình chỉ sợ mà trường hợp đó thôi. Những bạn mà không tham gia thì cố gắng thì trong suốt các cái buổi thực hành thì thực ra thì mình sẽ cố gắng gói gọn trong vòng khoảng 4 đến 5 buổi lên lớp, có nghĩa rằng là mình sẽ hướng dẫn cho các em. Còn những buổi còn lại thì chúng ta sẽ chẳng hạn như là ngày hôm nay chúng ta sẽ làm liên quan tới cái vấn đề gì, thì sau đó chúng ta sẽ thực hành và chúng ta gửi bài cho mình để mình chấm điểm. Rồi ngày mai chúng ta sẽ thực hành qua phần khác, có nghĩa rằng là gì, cái thời gian mình lên lớp khoảng là 4 buổi thôi, còn lại thời gian chúng ta tự thực hành và chúng ta gửi bài cái thực hành cho mình. Thì cái phần này nó cũng khá là đơn giản, tại vì thực ra thì chúng ta đã học môn quản trị sản xuất rồi, thì trong quản trị sản xuất thì nó cũng có một số các vấn đề liên quan, đặc biệt là hiện nay thì người ta hay áp dụng cái bài 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 toán tối ưu á, thì tôi không biết là bên quản trị sản xuất thầy thầy cô giảng dạy như các em như thế nào. Thì còn ở trong cái môn quản trị chuỗi cung ứng thì thực ra thì quản trị sản xuất là một phần, khi mà tôi phân tích cho các em các cái hoạt động trong quản trị chuỗi cung ứng thì quản trị sản xuất nó là một phần của quản trị chuỗi cung ứng, thông qua 4 cái hoạt động chính, đúng không ạ, là hoạch định, thu mua, sản xuất, rồi phân phối, và đó là các cái hoạt động chính trong cái quản trị chuỗi cung ứng. Thì dù gì thì chúng ta cũng đã tiếp xúc liên quan tới cái môn quản trị sản xuất, thì chúng ta cũng đã giải các cái bài toán, người ta gọi là bài bài toán tối ưu. Thì ở cái môn học này chúng ta cũng áp dụng cái bài toán tối ưu đó để mà giải quyết quyết các cái vấn đề trong quản trị chuỗi cung ứng. Tuy nhiên thì nó khác một chút thôi, là chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm, một trong những cái phần mềm gọi là Excel Solver, để mà chúng ta, có nghĩa là trong Microsoft Excel thì chúng ta sẽ tải, nó có sẵn rồi, thực ra là nó có sẵn có cái phần mềm gọi là Solver. Thì đợt trước mình có gửi cho các em tài tài liệu đấy, thì không biết là các em đã tải trên 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 cái trên cái gì ta, trên cái phần mềm Excel của các em đã có cái Excel Solver chưa? Tôi lấy ví dụ từ từ nha.